Đồn biên phòng Triền Sơn, bộ đội biên phòng Sơn La có nhiệm vụ quản lý 11.192 km đường biên giới quốc gia với 5 mốc quốc giới, có nhiệm vụ nắm chắc tình hình, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 21 vụ, bắt giữ 23 đối tượng vi phạm pháp luật trên biên giới, thu giữ 43 bánh heroin, 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20.658 viên ma túy tổng hợp, 6 khẩu súng, 288 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 9 hộp đạn chì và nhiều tăng vật có liên quan khác. Để công tác quản lý bảo vệ đường biên cột mốc trên tuyến biên giới được an toàn, các anh phải vượt núi, băng rừng và dầm mình trong mưa gió bảo vệ bình yên khu vực đường biên. Công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới luôn được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Sơn La đặc biệt quan tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, tuần tra đường biên mốc giới được anh em chúng tôi triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục. Từ đó để kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu của các loại tội phạm, dấu hiệu khác thường. Trên cơ sở đó chúng tôi xác minh và nhận định, báo cáo về Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn để ra những chủ trương, đường lối, phương hướng để kịp thời xử lý, triển khai đội hình đánh bắt hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong khu vực biên giới. Tại cửa khẩu Lóng Sập, đường tuần tra hiểm trở nhưng chưa đêm nào vắng bước chân của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Họ lặng lẽ làm nhiệm vụ giữa rừng, tất cả sự bình yên cho biên giới. Theo Thượng tá Lê Quý Bôn, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, thực hiện nghiêm các kế hoạch, mệnh lệnh, nghị quyết của cấp trên, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường công tác nắm tình hình, bám nắm địa bàn, đối tượng, xử lý giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, chính xác các nguồn tin và vụ việc xảy ra. Thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm quân số, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp đấu tranh, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.